Bạn Sonic của chúng ta hôm nay lại tiếp tục chơi xếp hình đấy. Bạn Sonic rất là mê cái bộ môn xếp hình này. Tao đầu quá. Bạn Sonic đang xếp hình gì đấy? Con đang xếp hình tàu hỏa. À, bạn Sonic của chúng ta đang xếp một đoàn tàu hỏa đấy các bạn ạ. Ngô. Con nhìn thấy ngô. Ngô. Em muốn lắp bánh xe cho nó nhé. Không đâu, em muốn lắp bánh xe đâu. Tàu hỏa vừa bánh xe làm sao đi được. Thế này thôi ấy. Trong vị trí của Sonic không nhất thiết phải làm bánh xe. Bởi vì em đang gấp lắp đồ chơi mà. Con sẽ đến đồ chơi. Con sẽ ngồi đây, đứng lại bên kia. Chị Diệp dạ bạn Sonic, bạn Sonic sợ quá. Ôi, cái vật đi đâu rồi? Quái vật đi vào bếp với bà ngoại rồi. Mình phải là chị ra là chị Diệp. Không được quái vật nữa đâu nè, đừng có ăn thịt nè. Sợ quá, xe quái vật. Bây giờ là cuộc hỗn chiến giữa quái vật Diệp và anh hùng Sonic. Siêu nhân trợ lý của anh hùng Sonic đang buộc áo choàng siêu nhân cho Sonic. Nào đi thôi. Anh hùng Sonic đang chiến đấu với quái vật Diệp. Sonic thắng rồi, yeah! Ô, này, để xem đồ bếp, bếp rất nóng. Hãy cẩn thận, nếu không bạn sẽ bị bỏng. Nào, đây nào. Ôi bạn Sonic, để tăng thêm năng lượng cho Sonic chúng ta đã ăn canh trứng. Nước rất nóng. Cẩn thận vào. Ăn lửa đây không này. Con lại đau rồi. Đây rồi. Thì đây ăn rồi. Ăn rồi.
Ôi kìa, công chúa váy trắng bị ngã rồi. Siêu nhân Sonic hãy cứu công chúa đi. Hãy cứu công chúa đi, đỡ công chúa dậy. Đúng rồi, siêu nhân của chúng ta đã cứu được công chúa váy trắng rồi. Yeah, yeah, siêu nhân Sonic đã cứu được công chúa váy trắng rồi. Siêu nhân Sonic đến đây, mau mang nước giải cứu. Đúng rồi, phải băng bó chứ. Tắt bếp. Bạn Sonic đã tắt bếp rồi. Yeah, siêu nhân Sonic lại hoàn thành một nhiệm vụ nữa. Siêu nhân Sonic lại xuất hiện và cứu công chúa váy trắng một lần nữa. Yeah. Đây là công chúa váy đi ơi. Và bây giờ là đến lượt bạn gái áo đỏ cũng đã được Sonic cứu. Yeah. Cảm ơn siêu nhân. Siêu nhân của chúng ta hôm nay đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Và siêu nhân chuẩn bị bay về nhà đi ngủ thôi. Bay về nhà uống sữa đi ngủ nha.